Một nam sinh viên được người dân phát hiện đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn bên trong khuôn viên ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến hơn 13 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh viên tử vong trong khuôn viên ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi quê ở tỉnh Khánh Hòa, sinh viên của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân bất ngờ phát hiện nạn nhân nằm bất động trên mái hiên ở tầng 1 của tòa nhà thuộc khu D bên trong ký Túc xá Đảo Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, lực lượng y tế đã đến và xác định nạn nhân đã chết tại hiện trường. Nạn nhân mặc áo thun đen, quần dài màu xanh bạc, nằm ngửa trên vũng máu chảy dài ở mái hiên tầng 1, thi thể không còn nguyên vẹn một số sinh viên cho hay trước đó họ nghe có tiếng động mạnh phát ra từ vị trí xảy ra vụ việc. Nhận tin báo, công an thành phố Di An đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, được biết nạn nhân sinh sống tại tầng 8 của tòa nhà. Đến gần 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Đến hơn 13 giờ, hiện trường vẫn đang được phong tỏa, nguyên nhân vụ nam sinh tử vong đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.